Cả nhà ơi, hôm nay mình dẫn cả nhà tới nhà chị của Janelle chơi cả nhà. Ôi trường, nhà chị Janelle có hai con ngựa thiệt là to luôn. Wow. It's a lady or boy? Boy. Chú boy. Ồ, hai con đực cả nhà ơi, hai ngựa đực. Trời ơi, nó bự thiệt là bự luôn. Cả cái lông này, trời ơi, lông bò này thiệt là tuyệt vời đẹp luôn. Wow. Ok, đi ra vườn của chị thôi. They are volunteers. Oh, they're volunteer, okay. So I dug this up and put them in there because they'll put nitrogen back into the soil as they grow. Okay. They're peas. Okay. But that's nothing. Đây là đậu của chị Janelle, nó tự mọc là chị nói vậy. Hôm nay mình sẽ rủ chị nói cà rốt của chị bự lắm em ơi. Trời ơi, đây. Quay nè. I have to dig. Okay. I have to dig. À, lá chưa xin. Ơi à, mình muốn nhổ con củ này cả nhà ơi. Đây trời ơi, cà rốt của nhà chị bự lắm. Chị nói trời ơi Nhung ơi, củ bự lắm. Ui trời ơi, mình muốn nhổ được. Trời ơi, nó chắc dữ trời. Ui trời. Oh my god, it's so chay. Wow. Chị trồng theo luống như này, sang năm mình bắt chước chị trồng kiểu này cũng được. À, đó. Ôi, nhổ lên. Ui trời ơi. Trời ơi, cái này giống hai cái chân vậy trời ơi. Cái này cả nhà ơi. Mẹ ơi, cà rốt ngộ không? Trời ơi, củ bự ghê không? Trời ơi, tròn quay luôn. Trời ơi, thấy đã quá cả nhà ơi. Wow. Trời ơi, ơn hát rồi quá. Trời ơi, cả nhà ơi xem nè, hai củ cà rốt mắc cười không? Chân hãn đó coi coi. Có như người đàn bà chân hãn đó luôn. Trời ơi, chịu nổi bà không? Đó. Đi, quay tiếp, nhổ tiếp cả nhà. Trời ơi, wow, trời ơi, wow. Mẹ ơi, củ cà rốt điểm to dữ trời. I got to pull this one too. Trời ơi, đó. Wow. Oh, I think look like another one. Looks like somebody ate that one. Củ này rất là bự luôn, nhưng bị thúi ổn quá cả nhà. Nhưng mà nhìn thế nào, đó. Trời ơi, so funny đó. So funny đó. Ê, cha quá quá. It's not carrot. This is one carrot over here. I want to pull it one. Let's see. Mình muốn nhổ cái củ này. Mình tưởng tượng củ này rất là bự luôn. Nhưng cả nhà chuẩn bị chưa? 1, 2, 3. Wow, trời ơi, wow. Trời ơi, mẹ ơi. Wow, trời ơi. Come by your hand. See. Wow, trời ơi, cả nhà nhìn thấy cả bàn tay của chị rất là bự luôn. Mà nhìn củ cà rốt kìa. Wow, ôi mẹ ơi. Hai bàn tay luôn chứ giỡn cả nhà. Wow, good job. Oh my god, I never had big carrot like that. Đây, cả nhà nhìn xem này. Đó, đây, một củ cà rốt này đây này. Đó, nhìn xem, cả nhà đỏ xem. Trời ơi, mẹ ơi. Mình chưa trồng được củ cà rốt nào mà to như chị nhà chị trồng này. Bên đây nữa nè. Mà ba cái củ này là mắc cười nhất cả nhà ơi. Oh my goodness. Còn mấy củ ở đây nữa nè. Trời ơi. Mà chị không nhổ cỏ để cỏ nó mọc chung luôn ha. Còn mình là trời ơi. Trời ơi, củ này nhìn mắc cười không? À, thêm củ này nữa nè. Ui giời. Củ này cũng hơi nặng dữ. Trời ơi, wow. Trời ơi. It's a bigger than I bought from the store. Wow. Wow, your dirt very good. I loved it. Hey, đó. Đó, cà rốt nhà chị đó. Wow, trời quá đất luôn. Mẹ ơi, còn củ nữa nè. Trời ơi, mình chưa thấy củ này là cà rốt này là bự đại can nhưng mà. Ủa, nhưng mà bự quá bị con gì ăn ở dưới đây này cả nhà. Đó. Ui, còn củ nữa kìa. Thôi, củ này. Bị hư nè. Uổng quá hả? Thêm nữa hả? Sao nhiều thế? Cỏ nhiều hơn cà rốt nữa. Okay. Okay. That's all that. Oh. We'll leave those. Okay. Then we have some beets. Oh yeah. Qua bên này nhổ beet cả nhà ơi. Beet là beet là củ dền đỏ. Trời ơi, củ dền đỏ của nhà chị bự ghê không? Ôi mẹ ơi, cái này. Trời ơi, wow. Do you can some beet? Just eat them. Trời ơi, mẹ ơi, con nè. Wow, it's a big one. Yay. Oh, ôi trời ơi, oh my goodness. Oh, wow.
Oh my god, you had huge one over here. Oh my goodness. Chú Vong. Wow, cả nhà ơi nhìn xem này. Trời ơi. Quá xá đã luôn cả nhà ơi, ham quá hả? Mấy củ này con nhỏ để đi. Để bên đây. Ý, rồi, rớt cái này lên khỏi. Ôi, trời ơi, bên đây nè. Củ này nè, mấy cưng này cả nhà ơi. Trời ơi, mà hả? Ở dưới nhà anh chồng mình á cũng vậy á cả nhà. Trồng củ nào cũng nấy rất là to luôn nè. Coi nè, đó. Bự ghê không? À, nhổ lên luôn nha. Một đại bại vô. Wow, trời ơi, đã quá đi. Ui, ba củ rồi nè cả nhà. Thấy cưng không? À, quá xá quá trời quá đất luôn. Ý, quả này xem. Ừ, bánh chưa bự. Rất xịn. Được quả bên đây nhỏ lắm. Nhổ ba củ thôi. À, bây giờ nhổ chỉ ba củ này thôi. Chạy qua bên kia coi nè. Trời ơi, quá xá đã luôn. Yay. Wow, you grow big one. Yeah, nhưng mà vườn của nhà chị coi nè. Cỏ đầy luôn cả nhà ơi. Chị không nhổ cỏ gì hết trơn ha. Vườn nhà mình không có cọng cỏ, mình nhổ hết trơn. Đây, hôm nay là thu hoạch được như vậy này cả nhà. Quá xá đã không? Đó. Đây ha. Bỏ mấy củ này bên đây ha. Đó, hôm nay là tuyệt vời luôn ông mặt trời. À. Ta-da! Cả nhà ơi, hôm nay mình tới lại nhà chị Chanel thu hoạch được như đây đây. Quá xá đã luôn cả nhà ơi. Bây giờ đào hoa tây nè. Ooh, I saw one. Yeah. Ooh, over here. That is a big potato. It's really big. It's a huge one. Ooh, and I see another over here. Ooh, thêm một củ đây nữa này cả nhà ơi. Đó. Wow. Lại này là small. It's just your another very big, huh? Ooh, wow, I like it. Next year I give you some Thai. Ooh, trời ơi, another. Trời ơi, mẹ ơi. Yay. That's better. Yeah, that's better. Yay. Here. Đó, trời ơi, quá xá luôn cả nhà ơi. Đó. Đó, bốn củ ở nhà. Đó. Rồi, đào tiếp cả nhà ơi. Ừ, thêm một củ nữa nè. Con này nhỏ nhưng mà dễ thương, bé bé xinh xinh, nhỏ mà có vỏ, biết đâu ăn rất là ngon luôn. Ê, ôi, wow. Ôi, I see over here. Ui, trời ơi. Ui, đào cả nhà. Ui, mẹ ơi. Wow. Yay, this is a big one too. Over here too. Ôi, wow. Ui, trời ơi, giống đào vàng quá cả nhà ơi. Thích quá. Tiếp đi cả nhà ơi. Đây nè. Ê, hey, I see one over here. Ooh, wow, trời ơi. Over here too. Wow. Trời đã quá hả? Oh, another over here. Oh, yeah. I like it. Oh, trời ơi, it's a big one too. Wow. Look at that. Oh my god. I like it. Trời ơi, thích quá. Quên mang vào tay rồi. Thôi, đào tiếp. Ui, I see one over here. Oh, I see over here too. Oh, that's a nice one. Oh, yeah. Ui, trời đã quá hả, cả nhà ơi. Ý đây nữa nè. Oh, no. I thought it's a one. Ui, Chanel. Oh, it's a big one over here, Chanel. Oh, ooh, my wow. Goodness. Oh, my. Holy cow. Wow, trời ơi. Chanel, big one. It's a huge one. Oh wow, đây cả nhà, nhìn xem nè. Có củ khoai tây bự ghê không? Trời ơi, you did good job. Very good job, I like it. And I love your idea. Put the dirt in here too. I kind of follow you. Sit one with my garden. Yay. Trời ơi, đào quá đây. Đào tiếp cả nhà ơi, thích quá đi. Đào nữa nha, trời ơi. Ui, ok. Trời, một quả nữa này, một củ nữa này cả nhà ơi. Trời ơi, sao mà đã quá chừng luôn á. Này là baby one. Đấy cả nhà ơi, thêm một củ nữa nè. Trời ơi, mẹ ơi. Ý, thêm một củ nữa nè, đó, wow. Trời ơi, đây một củ nữa nè cả nhà. Trời ơi, quá đã luôn. Wow, look at this big, bigger. Đó, đây. Nãy giờ là hai mình đào được như đây rồi nè. Thấy đã không cả nhà? Ôi. Ôi, được hai củ nữa nè. Ôi, mẹ ơi. Ui,
Trời ơi, chị, how many in here you grow it? Three plants. Oh, three plants, but a lot. And then just kept putting dirt over the top of the dirt and the dirt. So it's deep. I see. Okay. Trời ơi, đây nữa nè cả nhà ơi. Oh, wow. I can love your idea. I can put some my plant. Oh, wow. Trời ơi, it's a good one too. Yeah. I love your idea. Next year I can do. Ôi trời ơi, con guom cả nhà ơi, con trùn đất này. Ôi nó ăn gì mà nó mập thù lù luôn. Quá wow, trời. Nó mập thù lù luôn cả nhà. Đó, thấy không? Feed him to my turtle. Oh, yeah. Thở đó. Ôi, ở đây nữa nè. Trời ơi, mẹ ơi. Trời ơi. So first that you put them very down below, right? And then when it pop up you put moderate. And the moderate. Oh, okay. All the way down. Okay. Chị nói là lúc đầu là chị bỏ cái một cái củ nằm ở dưới đất luôn. Xong sau đó cái nó mọc lên, chị lại bỏ thêm đất. Xong nó mọc lên, chị lại bỏ thêm đất nữa. Nên là nó rất là sâu ở đằng dưới. Đó. Ý, thêm một quả nó nè. Đó. Ý, một củ cho nó bị. Trời ơi, mẹ ơi. Hèn chi là ở dưới này nó quá chừng luôn. Oh, I love your idea over here. Next year I gonna do with my potato. Huh? Maybe even more plants than three in there, you know. Yeah. You probably put five or six. Yeah. Here. I think next year grow some more plant in here. Oops. Oh, that's mine. They said they cannot go home without it. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, baby. Oh yeah, that's baby. That's a good one. Yeah. I saw one right here. Oh yeah, baby. Ooh, yeah. Đó, trời ơi mẹ yeah, ơi. Over here too. Trời ơi, công nhận luôn. Trời, công nhận luôn. Quá xá luôn mà mình thích cái củ này nhất nè. Sao mà nó to, thiệt là to luôn. I think get something to put it out. Yeah, I'll go get a bucket later. Okay. Cả nhà nhìn xem hôm nay là mình thu hoạch được như đây này nè. Cà rốt khổng lồ nè. Bên đây là củ dền đỏ khổng lồ nè. Rồi bên đây là khoai tây khổng lồ nè cả nhà. Đó, quá cái gì cũng khổng lồ hết luôn. Quá xá đã luôn. Công nhận nhà chị Janelle, chị trồng sao mà hay dễ sợ luôn. Củ nào cũng nảy rất là bự luôn. I think your dirt really good over here, huh? For my, it all the rock. So I had to buy the dirt. Yeah. Đó. Bây giờ mình chụp một tấm hình để làm thumbnail ha. À. It's a rocking heart. Oh, I see. Cả nhà xem con ngựa có cái hình trái tim ngay cái người của ngựa nè nha. Đó, mình quay gần như cả nhà xem nè. Đó. Đó, cả nhà thấy cái trái tim không? Wow, đó. Trời ơi, anh ngựa anh đẹp quá chừng luôn á cả nhà ơi. Đẹp trai quá chừng, đẹp trai luôn. Trời ơi, có trái tim để tặng nhiều cô gái nữa nha. Đây. Đó, trời ơi. Đó, thấy cưng không? Rồi cho cái ăn liền ha. Ha. Ôi, nhìn cả cái mặt đẹp gái vậy mà sao là con trai nhỉ? Có mắt rất là long lanh, lóng lánh luôn cho bộ đây nè. Thấy không? Thấy không? Mắt này mắt đa tình chứ không phải giỡn đâu cả nhà. Thấy không? Thấy không? Đẹp thiệt là đẹp luôn. Đó. Oh, you want some more? No, I had to go home. Yeah. Trời, lạnh có ống thở kìa cả nhà. Ai trời. Careful. Trời ơi, cái răng này bao lâu rồi không đánh răng giặt hè ông ơi, đi nha sĩ nha. Mắc cười ông ngựa này quá. Ôi trời ơi, coi răng ổng kìa. Răng ổng cả, ý trời ơi. Mệt ông quá ông ơi. Thôi, đi về thôi cả nhà ơi. À, trời ơi, có miệng ổng cả. Có gì, cả nhà ơi xem miệng của ông ngựa cả. Ôi ơi, 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 coi cả. Muốn liếm tay hả? Thôi, bỏ vô cái cặp cái đứt tay à. Thôi, bye cả nhà ơi, cả nhà ơi. Thôi bye cả nhà ơi, mình đi về thôi. À, tạm biệt cả nhà nha. Cả nhà ơi, tặng cho mình một like, đăng ký, ủng hộ cho kênh mình nhé nha. Bye bye cả nhà. Mình đi về đây. Bye bye nha. He had the name.
Zeke. Bye, Zeke. Ooh. Yee.